Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học .cc. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài 96 phần 2 tìm hiểu về Media Query. Như đã giới thiệu ở phần hôm trước, Media Query dùng để tùy chỉnh CSS với các breakpoint được chỉ định. Khi thỏa mãn điều kiện trong khối Media thì nó sẽ thực hiện ghi đè cái CSS mặc định vốn có. Giả sử chúng ta có một class box bên ngoài, bên trong là một thẻ P chứa một đoạn văn bản. Sau đó chúng ta code style cho nó. Class box này có màu nền là màu xanh, chiều rộng là 300 và chiều cao 300 pixel. Ở bên dưới các bạn dùng A Media, dấu cách và truyền điều kiện vào đây. Trong này chúng ta có điều kiện Max Width là 600 pixel. Đây còn gọi là breakpoint Hay dịch nôm na là điểm dừng. Nếu như điều kiện này đúng thì khối lệnh bên trong hoặc nhọn sẽ được thực thi. Và tức là toàn bộ cái phần này sẽ ghi đẻ lại cái cấu trúc sẽ đã có của nó ở phía trước. Chúng ta có thể hiểu cấu trúc này như sau. Với chiều rộng tối đa của viewport là 600 pixel thì chúng ta áp dụng style này. Còn bình thường thì chúng ta dùng style bên trên này vốn có của nó các bạn mở thư mục bài mới chúng ta sẽ cốt trong thẻ body class bên ngoài là chấm bóc bên trong có một thẻ p nội dung là tự học chấm cc chuyển tab style này chấm bóc cho nó cái màu background để màu blue tiếp theo kích thước vk 300 tab h 300 tab lưu lại chuột phải index này chọn show review để xem trước đây là kết quả nhá nó sẽ là 300, nhân 300, đúng không? Bên dưới chúng ta sẽ dùng media query. Còn dùng như sau. Có là a còng này, có media. Đấy, tám một cái. Mặc định thì nó sẽ nhảy ra cái screen này. Screen các bạn có thể hiểu là áp dụng cho tất cả các thiết bị có màn hình. Ví dụ như điện thoại này, máy tính bảng này, hoặc là laptop, PC vân vân. Chúng ta còn một vài cái từ khóa nữa và chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Tạm thời bây giờ chúng ta không nhập gì cả, xóa đi. Khi chúng ta xóa đi như thế này thì nó sẽ hiểu là áp dụng cho tất cả. Tiếp theo đến cụm điều kiện này bạn dùng giống mặt tròn mở đóng mặt tròn mạc width là 600 pixel nếu chúng ta viết như thế này nó sẽ hiểu là gì tối đa kích thước viewport width là 600 pixel thì sẽ áp dụng cái nội dung css nằm ở trong ngoặc nhọn này Đây nhá trong khối này được chưa thỏa mãn điều kiện này thì thực hiện lệnh trong khối ngoặc nhọn này ví dụ khi thỏa mãn điều kiện này chúng ta giảm kích thước của khối bóc đi Chấm móc này giả sử chúng ta để một nền khác đi để gọn dễ nhìn màu đỏ đi chưa? Yeah. tiếp theo giảm kích thước xuống còn 200 thôi với kép 200 Ta. và h 200 Ta. như vậy là thỏa mãn điều kiện thì khối đổi màu và giảm kích thước thử nhá bạn kéo này đó để kiểm tra chi tiết hơn, chúng ta sẽ kích vào Google Live. Đây là kết quả, chuột phải chọn kiểm tra, chúng ta có thể kích vào cái responsive để các bạn có thể điều chỉnh kích thước của nó chúng ta để kích thước là 600 đúng không mắc width 600 tức là tối đa kích thước màn hình là 600 thì chúng ta sẽ áp dụng cái style nằm trong khối media đó các bạn nhìn nhá nhập vào đây là 600 này rộng 600 enter này các bạn thấy không khi kích thước màn hình là 600 hoặc là nhỏ hơn 600 các bạn nhìn này đó thì nó sẽ sử dụng cái bộ style nằm ở trong khối media mà chúng ta vừa khai báo Mắc quýt là 600 Tức là tối đa 600 Rồi như này Mình sẽ nhập là 601 vào đây 601 Đó còn thấy không Hơn 600 Thì sẽ áp dụng cái style cũ Còn cứ thỏa mãn điều kiện thì Thực hiện style ở đây Sẽ ghi đè lên thẳng bên trên này Nếu không thỏa mãn điều kiện Thì sẽ thực hiện các khối điều kiện khác Nếu có hoặc là style mặc định Mà chúng ta quy ước ở phía trên này các bạn tìm kiếm tài liệu với từ khóa Media Query Mozilla và kích vào trang web MDN. Ở trong này là tài liệu khá đầy đủ về Media Query. Các bạn kéo xuống dưới này, chúng ta có cái từ khóa đầu tiên là Media Type, tức là kiểu loại của Media. À, có thằng Screen này, đấy, các bạn nhìn không? Screen là áp dụng cho tất cả các thiết bị có màn hình. Ngoài ra chúng ta có thằng Print nữa này, đấy, Print tức là áp dụng cho cho trang in ấn. Và nếu như chúng ta không nhập gì thì nó hiểu là áp dụng cho tất cả. Các bạn sẽ nhấn Ctrl P nhé, đây này, Ctrl P, Chúng bật trang in lên. Đấy, print là áp dụng cho trường hợp mà chúng ta nhấn Ctrl P. Ấy. Các bạn kéo dưới một chút này. Chúng ta sẽ gặp cái cú pháp đây, a media. Vừa nãy là screen đúng không? Bây giờ nó dùng là print, tức là áp dụng cho trang in ấn. Đây, bên dưới này này, screen print, tức là áp dụng cho cả screen và print. Đấy, vừa in vừa thiết bị có màn hình và chúng ta ghi cái bộ cốt mà chúng ta muốn áp dụng ở phía dưới này các bạn quay trở lại cái ví dụ chúng ta đang làm. Các bạn nhấn Ctrl P trên bàn phím. Ctrl và P nhấn đồng thời nhé. Đó. Các bạn sẽ nhận thấy một điều. Đó là cái nền nó không có ở đây. Lý do là trình duyệt Chrome mặc định nó ẩn cái nền này đi. Để nó tiết kiệm mực cho máy in các bạn ạ. Để bật lên các bạn vào đây này. Chế độ cả khác này. Các bạn kích vào cái thằng đồ họa nền. Đấy. Thì nó lên cái nền nhá để cho trường hợp là bạn nào nhấn Ctrl P thấy không có cái nền thì chúng ta lại lại nghĩ là nó bị làm sao quay trở lại vết cốt giả sử các bạn muốn là khi người ta nhấn Ctrl P để hiển thị trang in lên chúng ta muốn in một cái màu khác cơ đây a còng media Đấy, thay vì chúng ta dùng screen các bạn dùng là green nhé và chúng ta cũng đưa điều kiện vào đây giả sử chúng ta để là bóc này chấm bóc này Đáp. thay màu thôi background này để màu yellow nhá màu vàng đi nó rõ ràng đây là điều kiện bình thường này nếu bây giờ nhấn can p trên bàn phím các bạn nhận thấy là cái màu nền của khối bóc đã thay đổi như vậy từ khóa Print sẽ áp dụng thẳng vào trang in khi chúng ta nhấn Ctrl P trên bàn phím để thao tác với máy in và in trang web bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng trường hợp cụ thể một thứ nhất với điều kiện là width là 600 pixel thì mình giải thích rồi các bạn sẽ hiểu là gì với chiều rộng tối đa là 600 pixel thì sẽ áp dụng style nằm trong khối này được chưa như vậy là gì tối đa là 600 đúng không? Đây này, break point sẽ là 600. Và tất cả những cái gì đó nhỏ hơn 600 thì đều áp dụng cái này, đúng chưa? Quay trở lại trình duyệt, chuột phải chọn kiểm tra. Các bạn thấy rằng chúng ta vẫn đang để di động, responsive và kích thước của màn hình đang là 601 pixel chiều ngang. Các bạn thấy là cái bóc chúng ta vẫn đang áp dụng cái style là 300 300 và màu blue, đúng không? Nhưng nếu chúng ta giảm đi xuống còn 600, hãy nhìn này. Giảm đi một pixel về 600. Ngay lập tức cái điều kiện mắc quýt 600 nó đúng và vì nó đúng cho nên toàn bộ style này ghi đè style cũ đúng không giảm đi cũng vậy này mắc quýt 600 được hiểu là tối đa là 600 thì áp dụng đúng không thế này đó nếu lớn hơn 600 thì lại trả về bình thường thấy không đấy con nhìn này nhìn chỗ này nhá nhìn bên này này đó nó ghi đè này hết đúng không ghi đè trái ngược lại với mắc quýt thì là min quýt min tức là gì là tối thiểu tối thiểu 1.000 thì áp dụng đúng không như vậy rõ ràng là tối thiểu tức là break ở đây tức là cứ chạm đến ngưỡng này trở lên thử mới áp dụng mình sẽ bỏ cái này đi nhá và chúng ta để một điều kiện thôi để nó đỡ bị xung đột với nhau để là min này min width tối thiểu là 1.000 đi nghìn thì áp dụng chúng ta sẽ tăng cái này lên kích thước màn hình rộng hơn thì chúng ta tăng kích thước của khối lên ví dụ tăng lên 500 500 Ví dụ như này Rồi quay trở lại trình duyệt này Min width tức là Tối thiểu 1.000 Thì áp dụng đúng không Tổ nhập này 999 Vẫn không thấy gì đúng không Nhưng nếu chúng ta chỉ cần tăng lên một pixel thôi 1.000 Ngay lập tức cái điều kiện min width là 1.000 Nó thỏa mãn Và nó thực thi cái khối lệnh ở phía dưới này Đúng không Ghi đè cái cấu trúc style cũ Mở rộng ra này Min 1.000 tức là tối thiểu 1.000 Lớn hơn 1.000 thì thì vẫn thỏa mãn đúng không? điểm này đó không thỏa mãn nữa thì lại trả về style bình thường thỏa mãn thì lại ghi đè. Sang trường hợp thứ ba đó là điều kiện kết hợp có hai điều kiện min width này tối thiểu là 600 và tối đa là 1000 thì áp dụng 600 đoạn này 1000 ở đây như vậy là cái đoạn từ 600 đến 1000 sẽ thỏa mãn điều kiện và thực hiện cái khối style ở đây các bạn mới học thì có thể thấy nó khá rối nhưng mình để sẵn cái sơ đồ ở đây để các bạn dễ hình dung rồi nhá. Sửa lại này. Đấy, một cái mặt tròn thôi, mắc quýt Là 600 pixel Phẩy Phẩy một cái này Mặt tròn tiếp Min width Là 1000 Pixel Đấy, lưu lại Xem kết quả nhá Nó sẽ lấy vùng ngoài Tức là tối đa là 600 Và tối thiểu là 1000 Trường hợp này 994 đang nằm ở khoảng giữa Cho nên không áp dụng, đúng không? Tối đa là 600 Còn nhìn nhá, 600 pixel này thì áp dụng đúng không? Nhỏ hơn 600 cũng áp dụng. Đấy, được chưa? Nhưng nếu mà tăng lên, đấy, thì lại không. Chạm đến lưỡng 999, mình nhập luôn đây nhá. 999 này. Không áp dụng đúng không? Nhưng chỉ cần lên một cái thôi, chạm ngưỡng 1000. Từ 1000 đổ lên thì lại được. Đây này. Các nhìn nhá. Tối thiểu là 1000, tức là từ 1000 hất về phía trên. Còn tối tối đa là 600, chúng ta hiểu là từ 600 hất về đằng sau. Đấy cái khoảng ngoài, đúng không? Rồi lên này, tăng lên này. Vẫn áp dụng đúng không? Đấy, các bạn nhìn nhá. Tối thiểu 1.000 này, chạm 1.000 tắt mất này. Đấy. Dừng lại này, chạm đến ngưỡng 600 đúng không? Nè, 700, 600. Đấy, 600 thì là áp dụng. max quýt là 600 mà, đúng không? Thì từ 0 cho đến 600 áp dụng. Đấy, đây này. Ok chưa? Trường hợp tiếp theo cũng hay dùng, đó chính là áp dụng khi màn hình xoay ngang. Các bạn dùng cái từ khóa là orientation, từ điều hướng và cái giá trị là landscape. Nếu như điều kiện đúng, tức là màn hình đang xoay ngang thì áp dụng cái style này. Các bạn quay trở lại trang tài liệu ở MDN, nhấn Ctrl F để tìm kiếm, có từ khóa là orientation. Nhấn enter này, enter cái nữa. Đây. Kích vào nó này. Đây là tài liệu về orientation nhá, có hai hướng, Xoay dọc và xoay ngang. Xoay dọc là portrait, còn xoay ngang là landscape. Copy này. Quay về đây cửa nhá. Nhập là orientation. 2 chấm nhập cái key value ở đây landscape tức là áp dụng khi màn hình xoay ngang chọn sang thiết bị di động ví dụ như iPhone 14 Pro Max đấy còn thấy không đây là dọc này ngang đấy, ngang thì áp dụng này orientation landscape tức là nó thấy điện thoại xoay ngang thì nó áp dụng ghi đè nếu như trường hợp mà chúng ta để responsive đấy mà chiều rộng chiều chiều ngang này này lớn hơn chiều cao thì nó cũng đang nghĩ rằng đấy là xoay ngang và nó cũng áp dụng con nhìn này nhá còn nếu chúng ta thu hẹp lại này, đấy cái chiều rộng bé hơn chiều cao thì nó đang hiểu là là cái điện thoại chúng ta đang xoay dọc ấy, hoặc là cái màn hình đang xoay dọc cho nên nó nó không áp dụng còn cứ kéo ra này đấy đến một cái ngưỡng nào đó mà chiều ngang nó lớn hơn chiều cao thì nó đang nghĩ rằng đấy là landscape tức là xoay ngang và nó cũng áp dụng vậy câu hỏi đặt ra là người ta chia các mốc màn hình như thế nào thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu về thư viện bút cháp người ta cũng đã chia sẵn cho các bạn rồi chúng ta có thể dựa vào đó để dùng các bạn tìm kiếm với từ khóa bút này và kích vào đây đọc tài liệu kéo xuống dưới một tí ở phần layout này có breakpoint point tức là điểm ngắt đấy. điểm ngắt vào chỗ đang học đấy đây đây là các cái kích thước mà người ta đã đưa sẵn extra small tức là siêu nhỏ đúng không là nhỏ hơn 576 small là lớn bằng 576 trung bình là lớn bằng 768 rộng này siêu rộng này rộng tổ bố này đấy thì là lớn bằng 1400 đấy các bạn dựa vào kích thước này để chúng ta chia thiết bị nhé chúng ta có một bài tập nho nhỏ như sau các bạn sẽ thay đổi cái màu nền áp dụng với kích thước của từng thiết bị. Nếu như chiều rộng của nó là 319 đến 480 thì hiển thị là màu vàng như này. Nếu là từ 481 đến 1200 thì hiển thị cái màu là chocolate. Còn nếu từ 1201 tức là màn hình laptop đến 1600 thì hiển thị green, đây, green đây. Còn PC hoặc là màn hình desktop thì chúng ta để là lớn hơn 1601 thì sẽ hiển thị màu purple tức là màu tím. Các bạn vào tự học.cc vào hôm này chọn vào GitHub kích vào đây vào repository là tự học html CSS hoặc là chúng ta tìm kiếm ở đây trong trường hợp mà các bạn không nhìn thấy ở đây bởi vì ở đây nó chỉ hiển thị 6 mục thôi tìm đây nhá kích vào đây tự học này cái ngang html cái ngang css enter cái đây này cái này này nhá kích vào nó này nó code về trong code này chúng ta sẽ có cái mục 16 đây bài tập media query các bạn mở ra sau khi mở bài 16 ra, các bạn sẽ mở file index.html và đây là bài tập. Chúng ta sẽ cốt ngay ở trong file index luôn. Mình có dùng cái style đây rồi. Cốt thêm ở đây. A à, cộng media ở đây đúng không? Áp dụng điều kiện này. Kết quả mong muốn như sau. Đây là kết quả. Mong muốn là trên 1601. Hiển thị nền màu tím. Đây, 1618 nhá Giảm này. Từ 1600 giảm về đến 1201. Thì nền xanh. Tiếp đến là từ 1200 giảm về 481 các con nhìn này về 481 đấy là màu cam tiếp đến là nhỏ hơn 481 tức là từ 480 về 39 thì là màu màu vàng chưa? và nhỏ nữa tất nhiên nó về cái màu mặc định rồi đúng không thế nhá các bạn làm cái này nhá bài học hôm nay sẽ tạm dừng ở đây mình sẽ review lại toàn bộ phần lý thuyết cũng như là phần sơ đồ để các bạn có thể hình dung và nhờ vào đó chúng ta có thể làm bài tập cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công